Vâng, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh trang sức AQ của mình. Trên tay mình đây, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn mẫu mặt dây chuyền làm bằng đá lông công hay còn gọi là đá khổng tước. Đây các bạn nhìn này. Đây là mẫu mặt dây chuyền hình chữ nhật bên mình mài. Tất cả là đá thô tự nhiên mà mình đã lựa những cái viên nó xanh và vân. Và đây, đây là đồng điếu. Đồng điếu loại dày các bạn nhé. Làm đồng điếu loại mỏng thì cũng được. Nhà mình có cả hàng thô và cả hàng chế tác sẵn. Nếu các bạn có nhu cầu làm thô hay làm mặt chế tác cũng như là thuê gia công thì các bạn liên hệ bên mình. Bên mình là xưởng gia công. Bên mình nhận chế tác theo yêu cầu. Và ngoài mảng chế tác, bên mình còn cung cấp các phụ tùng liên quan đến ngành đá quý như máy, móc phụ tùng, dụng cụ. Rồi đây, các bạn nhìn xem. Đấy. Vâng, xin cảm ơn các bạn.